Ôi, chiều nay chuyển mưa nha mọi người. Bầu trời thì có mây cho nên là lúc mình thả mình phải canh ngay cái góc ít mây á, cho nó sáng sáng lên để cho mọi người nhìn thấy con diều của mình nha. Thì cái này mình làm bộ khung nó cũng khá là giống với con diều bướm mọi người. À, thì nói chung là nó sẽ dùng chung với lại diều bướm rồi diều én rồi thôi. Nhưng mà có khác là giống như cái chính á, cái hình chính của mình á. Là cái này là mình làm trái tim đúng không? Thì bạn nào muốn làm bất cứ hình gì thì mình cứ dùng nang để mình uống theo cái hình rồi mình cột thôi ha. Hôm nay là mình làm theo hình trái tim với lại hai cái cánh nè. Hai bên cánh đây á thì nó cũng giống như những con diều khác thôi, chỉ là mình cột cái khung theo cái ý mình muốn nha mọi người. Canh cho nó đồng hai bên chút xíu ở bầu khung nè. Canh cho nó đồng hai bên ha. Cái này mình canh rất là kỹ luôn, nó đồng lắm. Lên thả lên thì gió rất là đều thôi. Rồi. Chuyển mưa mọi người ơi, bây giờ cũng sắp mưa luôn rồi, thôi mình về nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong mấy con diều lần sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.